trong lòng còn ghen tị với nhau. Có thằng cái mặt Vinh đi, Vinh, cô yêu anh. Anh nói vô mặt ảnh đi kìa. Vinh anh yêu em. Vinh anh yêu em. Vinh anh yêu em. Là gia nào? Em hả? Con nhớ đẻ con trai nha, còn đẻ con gái là tao cho em tiền qua độ bên tàn xét cho Lâm Trọng Đạo hết. Cảm ơn em chị chút kìa. Em bó được rồi, điện thoại anh ơi, con anh nó như vậy nè. Em đi là ba cái đồ. Kìa má nó tạo ra. Kìa mẹ má nó. Kìa mẹ má nó tạo ra. Khi gia đình bảy nụ muốn trở thành idol top top. Và khi các idol top top của gia đình bảy nụ chào sân. Chị Hùng mời chị ông Hùng mà anh Vinh mời chị Hùng. Anh Lực giàu quá.
anh Vinh nội, anh Vinh đang để dành tiền lấy vợ nên phải hùng với anh Vinh. Đó nữa chuyển khoản cho anh Vinh nha. Năm triệu mấy bởi vì anh muốn mời bảy nụ đúng không? Tại sao anh không mua đông trùng hạ thảo anh đã đi cho anh mạc cái gì? Cho anh mạc cái gì? Muốn là sao là một phòng với lại có gia đình có con đàng hoàng. Thì tụi em còn không quá rồi. Thôi ơi trời ơi. Sao là muốn em cưới của tụi em? Ơi thôi chưa. Giống như em nói chừng nào, em tính chừng nào cưới. Ba năm nữa, còn cái Ngọc mới cưới. Ba năm là cưới rồi đó. Ba năm là năm nay. Ủa vậy còn có năm nữa chứ mấy. Bây giờ cái Ngọc cưới anh đi nhiêu nè? Cái Ngọc cưới à, anh đi 1.7 triệu. 1.7 triệu sao lại thế vậy? Tiền không nghèo để dành hợp đại. Em cùng với Linh này bỏ 10 ngàn. Cái gì đánh nó lại. Cái gì nữa không anh, để dành được chưa vậy? Quỷ điên là điên thứ mấy rồi. Thì anh là đáp cưới nhỏ em là 17 luôn. Ok ok rồi tôi đi hợp yến không dùng hạ thảo. Bảy trăm ngàn. Tôi giỡn không bán xôn. Bảy trăm ngàn đó là bảy trăm mấy lời rồi đó. Chứ còn hợp yến nó là có 150 à. Bán rồi quý vị. Chứ đi sao mà chị nghĩ anh mua căn nhà 5 tỷ? Thủ vành môi hai con này. Để lên tôi tán một cái là trào máu ở đâu là chuẩn biết rồi đó nha. Nên trời ơi, nên cái em tôi mà giỡn hoài. Đi đó là hai cái vé đi được Phú Quốc được không? Hai vé đi được Phú Quốc tận gia là 10 triệu. Đâu? Vé đi vô trong những nước của Phú Quốc trời đó. Cái gì dạ đi kêu chị hả? Anh ừ. Anh lực đi ra đi chạy đi anh lực. À anh đánh đi 17 năm thì dám đi hơn anh được. Hơn là một dạy đó. Đúng rồi. Đúng rồi. 1.5 triệu đâu đâu. Nó cũng khá giả rồi con này bây giờ. Trời ơi vậy nói vậy chứ em với Ngân thì cũng là phần em hút hơn gấp đi 500 ngàn. Nhưng mà đám cưới đi làm gian là MC nha. Chịu thơm quá trời. Em không muốn người ta hạnh phúc. Em nói mà trong lòng còn ghen tị với nhau. Nói thẳng với mặt Vinh đi. Vinh, tôi yêu anh. Anh nói với mặt ảnh đi kìa. Vinh, anh yêu em. Vinh, anh yêu em. Vinh, anh yêu em. Anh lấy da nào? Em hả? Em hả? Lấy giúp anh. Lấy giúp anh đi ạ. Con nhớ đẻ con trai nha, còn đẻ con gái là tao cho em tiền qua rụ mà tàn xét cho Lâm Trọng Đạo hết. Con hồ em chút kìa. Em bóp được rồi điện thoại, anh ơi con anh có gì vậy nè. Em tiền là bao nhiêu? Nghiệp của má nó tạo ra. Nghiệp của má. Nghiệp của má nó tạo ra. Đó là nghiệp của má đó, mày nhớ ngày xưa mày hành hạ tao sao không? Con gái nó ra mốt con gái anh kéo con trai anh chắc chết luôn. Trời
Bóp cổ ba tôi. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Được rồi, Bình. Đúng rồi. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Chiên chiếc đồ hả?